Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Khuyến học Hồng Lam. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cho rằng học hỏi là một việc phải làm trong cả cuộc đời mỗi con người, do đó cần phải quan tâm đến phương pháp học tập, đặc biệt coi trọng phương pháp tự học, học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân. Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời, còn sống thì còn phải học. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, toàn Đảng, toàn dân ta đã luôn không ngừng học tập để tạo ra nhiều giá trị cho bản thân và cộng đồng. Câu chuyện về những tấm gương đời thường bình dị với nỗ lực học tập không ngừng đó sẽ được chúng tôi truyền tải đến quý vị trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin khuyến học ngay sau đây. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã thống nhất thông qua chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030. Trong đó quy định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và trách nhiệm của mỗi bên trong việc phát triển phong trào khuyến học trong cả nước. Điều này sẽ tạo cơ sở quan trọng cho việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của khuyến học Việt Nam trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu chung góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong cả nước. Chiều ngày 24 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho các học sinh giỏi năm học 2023-2024. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện thường trực Hội Khuyến học tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng ban giám hiệu các trường học trên địa bàn. Tại đây, 10 trường học, 42 cán bộ giáo viên cùng 177 em đạt học sinh giỏi quốc gia, giải nhất nhì học sinh giỏi tỉnh đã được biểu dương và trao quà chúc mừng. Đây là hoạt động thường niên của huyện Can Lộc trong việc động viên khích lệ tinh thần cho các bạn học sinh. Vừa qua, đại hội điểm Hội Khuyến học cựu giáo chức thị trấn Lộc Hà đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cấp cùng 11 chi hội cơ sở. Tại đây, đại hội đã cùng đánh giá lại trình những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như phân tích những kinh nghiệm, bài học trong quá trình hoạt động, nổi bật với các phong trào như tổ chức lễ phát động chương trình học tập suốt đời, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, sôi nổi trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học cựu giáo chức thị trấn Lộc Hà đã đề ra nhiều mục tiêu ý nghĩa nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hội và tạo ra nhiều điểm nhấn sáng tạo trong công tác khuyến học, khuyến tài. Xây dựng một xã hội học tập suốt đời là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm hướng đến một văn hóa học tập trong cộng đồng. Người người học tập, nhà nhà học tập, ngành ngành học tập. Sự học không có mục đích tự thân mà như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì học phải đi đôi với hành. Người học phải tâm niệm, học để tiến bộ, học để phục vụ nhân dân và học để làm người. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của những câu chuyện sau. Cách đây gần một năm, tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2023, điểm thi trường Trung học Phổ thông Đồng Lộc, huyện Can Lộc chào đón một thí sinh đặc biệt đến tham gia. Đó chính là ông Đặng Văn Ảnh, trưởng thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc. Với độ tuổi 46, ông chính là thí sinh lớn tuổi nhất của điểm thi cũng như của tỉnh Hà Tĩnh. Ngay lập tức, những bài báo về tinh thần ham học ở độ tuổi xế chiều của ông lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Được đấy cũng học chế hệ trung học phổ thông. Đấy mà bản thân thì cũng đang muốn học một là để bản thân để biết những gì mình chưa được học, hai nữa là cùng trau dồi một số kiến thức. Đền đáp những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, ông Ảnh đã tốt nghiệp với số điểm 25,35 trong sự nể phục của mọi người về ý chí quyết tâm và tinh thần tự học. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục theo học hệ đào tạo từ xa, lớp kinh tế K11 của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An để hoàn thành giấc mơ học đại học. Là một trưởng thôn của một địa bàn gần 400 hộ dân, ông tâm niệm việc cố gắng theo đuổi con đường học vấn suốt đời không chỉ có ích với bản thân, mà còn để khuyến khích, động viên phong trào học tập trên cộng đồng dân cư, để mọi người cùng nỗ lực không ngừng vì sự phát triển mạnh giàu của quê hương. Chúng tôi đánh giá rất cao cái vai trò tỉnh tự học và vươn lên của đồng chí Đặng Văn Ảnh. Đồng chí Đặng Văn Ảnh là một đồng chí phó chủ tịch hội nông dân, một đồng chí thôn trưởng của thôn Liên Tây Năng. Thì có thể nói được bà con nhân dân thì đánh giá rất cao về cái năng lực, rất gần gũi sát sao với bà con. Nhắc đến việc không ngừng học tập, không ngừng nghiên cứu, không ngừng cập nhật xu hướng, dù đã ở độ tuổi xế chiều, tại thành phố Hà Tĩnh, có lẽ không ai không nhắc đến một tấm gương đầy mẫu mực, nhà giáo nhân dân Bùi Thân.
trong ngôi nhà nhỏ cách trung tâm thành phố vỏn vẹn 4 km. Cụ giáo Thân vẫn ngày ngày miệt mài, hăng say với từng trang sách, áng văn. Một đời tâm huyết với nhiều dấu ấn, bài nghiên cứu về giáo dục, về văn hóa, kinh qua nhiều môi trường công tác. Nhưng dù ở đơn vị nào và làm nhiệm vụ gì, thầy Thân cũng luôn gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, với ngành giáo dục Hà Tĩnh. Là một người dạy học sinh cũ, cũng như là một thầy giáo được học tập thầy, thì phải nói rằng là nhiều điều là quý báu ở thầy Thân và được học tập, đặc biệt là tính cần kiệm, liêm chính, thầy một tấm gương tiêu biểu cho mọi thế hệ học sinh đi học tập. Không chỉ nổi tiếng với việc học tập suốt đời, thầy Thân còn không ngừng cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực của học vấn đến với thế hệ trẻ thông qua việc đặt nền móng quan trọng cho Hội Khuyến học tỉnh nhà. Với những đóng góp đó cho sự nghiệp giáo dục, thầy được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Đặc biệt, năm 2010, thầy được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. Cấp ủy chính quyền ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến của Nhà giáo nhân dân Bùi Thân, không những trong quá trình đang công tác trong ngành giáo dục mà kể cả ngay khi đã về hưu. Thầy Thân luôn ham học hỏi và có nhiều cái đóng góp cho ngành giáo dục của xã nhà. Thầy nói học tập suốt đời, học không bao giờ cùng ấy, là một thông điệp nó thể hiện ở cái chỗ là không hạn chế về mặt là thời gian và tuổi tác, mà bằng sự nỗ lực của mỗi người, mỗi con người, bằng nhu cầu của mỗi người mà chúng ta phải có học tập, học để kiếm sống, học để lập thân lập nghiệp, học để làm giàu xã hội. Có thể nói, học tập là nhu cầu không thể thiếu với mỗi người. Không một bước phát triển nào của văn minh nhân loại mà không gắn với việc học. Góp nhặt sự cố gắng của mỗi cá nhân trên chặng hành trình đó chính là cách chúng ta xây dựng một cộng đồng học tập, xã hội học tập vững mạnh suốt đời. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc gặp gỡ với nhà giáo nhân dân Bùi Thân để cùng nghe thầy chia sẻ về những nỗ lực cùng dấu ấn cá nhân trên hành trình lan tỏa những giá trị tích cực thông qua việc học tập suốt đời. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào nhà giáo nhân dân Bùi Thân. Có thể nói là ở độ tuổi 93 thì thật khó để có thể tìm được một người vẫn còn minh mẫn cả về trí và lực như thầy, nhất là vẫn còn giữ được niềm đam mê với sự học và đọc. Vậy thì đến với chương trình Khuyến học Hồng Long hôm nay, thầy có thể chia sẻ một chút lý do vì sao thầy lại có thể giữ được niềm đam mê này như vậy ạ? Khi vào ngành giáo dục thì tôi đang còn ít tuổi quá mà học hành cũng chưa được nhiều. Vì thế cho nên muốn giảng dạy cho học sinh tốt hơn thì bản thân mình là phải học, thấy rằng mình cần phải học, học mọi người, cho nên ở đâu tôi cũng học. Với thầy thì mỗi năm, mỗi giai đoạn, mặc dù là đã nghỉ hưu, nhưng mà vẫn còn rất nhiều điều tâm huyết với ngành giáo dục và đào tạo. Những điều này có được có phải là do quá trình nghe, đọc, học hỏi dưới con mắt đầy kinh nghiệm cũng như là sự phân tích của một nhà giáo lâu năm không ạ? Sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển thì bản thân người giáo viên cũng phải tiến bước theo sự phát triển của giáo dục. Mà cho đến khi về hưu thì thấy rằng mình là người giáo viên có con, có cháu đáng là dạy học và đáng học tập ở các trường, thì mình có trách nhiệm theo dõi tình hình giáo dục để giúp đỡ các con, các cháu làm tốt cái công việc của mình. Vậy thì thầy đã truyền lại động lực cũng như là niềm đam mê với sự học và đọc đối với con cháu của mình cũng như là các thế hệ học sinh của thầy ra sao ạ? Thì tôi thấy muốn giúp đỡ ngành giáo dục, trước hết mình phải tham gia một cái tổ chức nào đó mà tôi thấy rằng cái tổ chức tốt nhất mà có lời cho ngành giáo dục nhất, đó là Hội Khuyến học của chúng ta. Hội Khuyến học vừa là khuyến học mà vừa là khuyến tài, giúp đỡ học sinh nghèo, giúp đỡ học sinh học giỏi. Đó là cái niềm vui của bản thân những người đã từng công tác giáo dục. Vâng, qua những chia sẻ của nhà giáo nhân dân Bùi Thân thì có thể thấy là ở độ tuổi 93, chính sự nghiên cứu không ngừng nghỉ và việc học tập suốt đời đã tạo nên những chiêm nghiệm ý nghĩa, những giá trị về sức khỏe và sự tươi trẻ trong tâm hồn của ông. Xin cảm ơn nhà giáo Bùi Thân về những chia sẻ vừa rồi và chúc cho ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục lan tỏa những giá trị về sự học. Vì lẽ năm ta trong đời, lời bác dạy năm xưa còn trong